À, bắt đầu học về điện tâm đồ thì trong cái nội dung về điện tâm đồ tổng thể ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái nội dung chính như sau. Nội dung đầu tiên đó là khái niệm về điện tâm đồ. Nội dung thứ hai là gì ạ? Tìm hiểu về quá trình khử cực và tái cực tạo ra các sóng ở trên điện tâm đồ như thế nào. Và nội dung thứ ba là gì ạ? Các đạo trình cơ bản. Và nội dung thứ tư là gì ạ? Nền tảng để phân tích điện tâm đồ theo chiều sâu. Đây trên đây là những cái nội dung rất là cốt lõi để chúng ta học điện tâm đồ, và chúng ta phải nắm được cái những cái kiến thức tổng thể mang tính nền tảng như này để chúng ta đi vào cụ thể, thì chúng ta mới có một cái gốc rễ của cái hiện tượng các sóng điện tim chỉ là hiện tượng, chỉ là triệu chứng thôi đúng không ạ, và chúng ta phải hiểu được bản chất đó là cơ chế hình thành các sóng, cái kiến thức nền tảng. Thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Các kiến thức nền tảng thì cái lượng thông tin nó rất là ít, chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Còn những cái kiến thức triệu chứng, những cái cành, cái lá đúng không? Thì rất là đa dạng và gần như không bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào. Thì chúng ta cần tập trung vào cái nền tảng đúng không? Chỉ cần nhớ 10% thông tin thôi để chúng ta có thể hiểu 90% các thông tin khác đúng không? Thì phương châm học của chúng ta nên hướng tới những cái vấn đề bản chất như vậy. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào khái niệm về điện tâm đồ. Vậy thì các bạn nhìn trên đây là những cái sóng điện tâm đồ. Vậy thì đây là những cái hiện tượng khi chúng ta ghi nhận chúng ta ghi những cái dòng điện phát sinh từ tim đúng không ạ? Từ tim chúng ta ghi đặt các điện cực ở vị trí khác nhau trong cơ thể. Chúng ta có thể đặt ở chi đúng không? Ở tay, ở chân đúng không? Hoặc là chúng ta có thể đặt ở các vị trí khác, chúng ta vẫn ghi nhận được những cái sóng này đúng không? Vậy thì các sóng điện tim này đó là những cái hiện tượng thôi đúng không? Và chúng ta tìm hiểu cái điều gì nó diễn ra ở bên dưới những cái hiện tượng này đúng không? Vậy thì các bạn biết rằng là gì ạ? Tế bào cơ tim có cái tính tự động rất là cao đúng không? Và có khả năng phát ra xung động thần kinh, và trong quả tim nó có một cái hệ thống thần kinh tự động của tim, và trong đó có một cái nút đóng vai trò là nhạc trưởng đó, chủ nhịp đó là nút xoang, và cái nút này nó có tính tự động cao nhất. Và bởi vì sao ạ? Bởi vì nó tập trung những cái tế bào gì ạ? Tế bào P, tế bào phát nhịp, và cái tế bào này nó phát nhịp, phát ra xung động thần kinh khử cực và lan tỏa trong toàn bộ tế bào cơ tim. Khi các tế bào cơ tim được khử cực thì tạo ra các sóng điện tim, chúng ta hiểu như vậy đúng không? Vậy thì trong điện tim ta quan tâm đó là khử cực ở tâm nhĩ đúng không? Tâm nhĩ khử cực và tâm thất khử cực đúng không? Tâm nhĩ khử cực thì chúng ta có sóng P ở trên điện tâm đồ, tâm thất khử cực thì chúng ta có cái phước bộ QRS ở trên điện tâm đồ, và cái tâm thất tái cực đúng không? Thì sẽ tạo ra sóng T ở trên điện tâm đồ. Và tâm nhĩ cực thì chúng ta thấy có cái sóng đúng không, nhưng mà bị lấn át vào trong cái phước bộ cực tất này đúng không? Thì chúng ta hiểu như vậy.